Vâng, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin về thời tiết ạ. Trước khi không khí lạnh đến vào ngày mai ạ, thì không biết là hôm nay thời tiết miền Bắc thế nào chị Liên? Vâng chị Huyền, ngày hôm nay thì miền Bắc vẫn sẽ là tiết trời nắng mưa đan xen như tại thủ đô Hà Nội và các thành phố Hải Phòng, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hà Giang. Trời vẫn có lúc mưa rào nhẹ, nhờ vậy mà nhiệt độ vẫn giữ ở mức dễ chịu, hầu hết không quá 32 độ. Những cơn mưa cũng xảy ra ngắt quãng ở Bắc miền Trung trong hôm nay. Có mưa nên không khí ở các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế khá mát, giữa trưa chỉ khoảng 28-30 độ. Các thành phố Đà Nẵng vào đến Phan Thiết mưa chủ yếu vào chiều tối, sáng và trưa nay thì vẫn có khoảng nắng nên nhiệt độ cao hơn 30-32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì hôm nay mưa có xu hướng tăng lên, thời gian mưa có thể đến sớm từ sáng ở miền Tây, đến trưa chiều thì mưa xuất hiện ở miền Đông và cả Tây Nguyên. Cảnh báo có thể xuất hiện các điểm mưa vừa, có nơi mưa to, đề phòng ngập úng cục bộ. Và trong cơn dông thì tiềm ẩn cả sấm sét cũng như là gió rất mạnh. Cảm ơn chị với những thông tin vừa rồi.